nữ bệnh nhân VTO 64 tuổi ở Nghĩa Hưng Nam Định nhập viện với chẩn đoán thủy đậu bộ nhiễm viêm phổi, nhiễm khuẩn tiết niệu, đái tháo đường tuyếp 2, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu. Khai thác tiền sử bệnh nhân được biết, bà O bị đái tháo đường, tăng huyết áp đã 7 năm. Bệnh nhân khám và điều trị thường xuyên theo đơn của bác sĩ bệnh viện Nội tiết Trung ương và luôn giữ mức đường máu được kiểm soát tốt. Một tuần trước khi nhập viện, bệnh nhân là giáo viên có tiếp xúc với hai học sinh mắc bệnh thủy đậu. Cách vào viện 2 ngày, bệnh nhân xuất hiện sốt cao 38 đến 39 độ C, kèm các nốt phỏng nước ở miệng họng và giải rác toàn thân, đa kích thước, không ngứa. Bệnh nhân tự mua thuốc hạ sốt nhưng bệnh không đỡ. Sau đó, bệnh nhân đau rát họng, ho nặng tiếng, ho nhiều, đồng vàng đục, đau nhức đầu và toàn thân. Trên da nhiều nốt phỏng đã vỡ, viêm tấy đỏ và có mủ, kèm theo tiểu tiện khó, tiểu buốt, tiểu rắt tình trạng bệnh tiến triển tăng dần khiến bệnh nhân mệt nhiều. Do vậy, người nhà đã đưa bệnh nhân tới bệnh viện nội tiết trung ương khám và nhập viện vào khoa bệnh nhiệt đới để điều trị. Người bệnh đã được xử trí tích cực ngay lúc nhập viện bằng việc bù nước điện giải bằng đường truyền và uống hạ sốt, kháng sinh, tiêm truyền đặc hiệu chống bộ nhiễm, thuốc ức chế virus aciclovir. Đồng thời, tích cực kiểm soát đường huyết, huyết áp và các triệu chứng đi kèm. Hiện tại sau 4 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân VTO mắc bệnh thủy đậu, đái tháo đường, tăng huyết áp, đã tỉnh táo, đỡ mệt, hết sốt, hết tình trạng khát nước tiểu nhiều, tiểu hết đau bút, đường máu kiểm soát tốt, các nốt phỏng nước thưa dần và nhiều nốt cũ đang thoái triển dần. Bệnh nhân chia sẻ, thật may mắn cho tôi vì đã kịp thời nhập viện. Các bác sĩ đã cùng lúc giải quyết đồng thời bệnh thủy đậu bội nhiễm và bệnh đái tháo đường của tôi, giúp cho gia đình giảm được kinh phí điều trị. Đến nay, tôi đã bình phục sức khỏe gần như về bình thường. Nếu chậm trễ và tự ý điều trị tại nhà, thì chắc bệnh của tôi sẽ nặng lên rất nhiều. Bác sĩ Phạm Hồng Quảng cho biết, bệnh thủy đậu lây qua đường hô hấp thường gây các chùm ca bệnh, các ổ dịch nhỏ dài rác và đa phần là lành tính. Tuy nhiên, trên những người bệnh có bệnh lý mạng tính, sức đề kháng kém như đái tháo đường, suy thận, suy thượng thận, bệnh dễ gặp các biến chứng như bộ nhiễm da, mô mềm, viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi, làm bệnh tiến triển nặng cũng theo bác sĩ phạm hồng quảng người bệnh mắc thủy đậu khoa bệnh nhiệt đới đã đang điều trị nhiều bệnh nhân có bệnh lý nền nội tiết mắc các bệnh truyền nhiễm khác như cúm a covid 19 lao phổi sốt xuất huyết sốt do nhiễm brucella một số bệnh nhân nặng nguy cơ trở nặng do các bệnh nhân này có nhiều bệnh nền phức tạp nên quá trình điều trị cho người bệnh gặp không ít khó khăn phức tạp đòi hỏi phải điều trị tích cực toàn diện mới giúp người bệnh phục hồi để có kết quả điều trị tốt với những ca bệnh điển hình như trên, bác sĩ Quảng khuyến cáo bệnh nhân mắc các bệnh truyền nhiễm cần cách ly tránh các nơi đông người như trường học, trụ sở làm việc để hạn chế lây truyền cho cộng đồng. Ở những đối tượng đặc biệt là những bệnh nhân mắc các bệnh lý nội tiết như đái tháo đường, tăng huyết áp, suy thượng thận, không nên chủ quan khi bị mắc các bệnh cấp tính như cúm A, B, COVID-19, sốt xuất số huyết, thủy đậu. Việc điều trị các bệnh lý nền lúc này cần có sự điều chỉnh nhất định và điều trị tích cực hơn, nếu không sẽ gây ra những biến chứng cấp tính có thể nguy hiểm đến tính mạng người bệnh. Do đó, cần thiết phải đưa người bệnh đi khám tại các cơ sở y tế ngay khi mắc các bệnh lý cấp tính. Tuyệt đối không nên tự điều trị tại nhà, tránh tình trạng bệnh tiến triển nặng. Lúc vào viện sẽ rất khó khăn cho công tác điều trị. Để chủ động phòng tránh bệnh thủy đậu, cục y tế dự phòng bộ y tế khuyến cáo người dân hạn chế tiếp xúc với người bị bệnh để phòng tránh lây lan. Những trường hợp mắc bệnh thủy đậu cần được nghỉ học hoặc nghỉ làm việc từ 7 đến 10 ngày từ khi bắt đầu phát hiện bệnh để tránh lây lan cho người xung quanh. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, sử dụng các dụng cụ sinh hoạt riêng, vệ sinh mũi họng hàng ngày bằng nước muối sinh lý. Thường xuyên vệ sinh nhà cửa, trường học, vật dụng sinh hoạt bằng các chất sát khuẩn thông thường. Tiêm vaccine phòng bệnh thủy đậu cho trẻ em từ 12 tháng tuổi. Thời tiết nồm ẩm, mưa nhiều, kèm theo thay đổi về nhiệt độ là thời điểm bệnh thủy đậu dễ bùng phát. Vậy người bệnh thủy đậu cần được chăm sóc ăn uống như thế nào để nhanh khỏi bệnh và không để lại sẹo? Nếu chăm sóc đúng cách, thủy đậu có thể tự khỏi trong vòng 7 đến 10 ngày. Thông thường bệnh trải qua 3 giai đoạn: sau khi tiếp xúc với người bệnh đến lúc phát hiện ra bệnh, sẽ rơi vào khoảng từ 2 đến 3 tuần. Khoảng thời gian ủ bệnh này, người bệnh không có bất kỳ triệu chứng nào. Sau khi ủ bệnh từ 10 đến 21 ngày, người bệnh sẽ có các biểu hiện sốt nhẹ, mệt mỏi, chán ăn. Những triệu chứng này dễ gây nhầm lẫn với các bệnh lý như cảm cúm. Giai đoạn toàn phát, người bệnh sốt ngứa, xuất hiện mụn nước ở các vị trí đầu, cổ, mặt, thân người, cơ quan sinh dục, lưỡi, miệng. Mụn nước có thể lan ra toàn thân trong vòng từ 12 đến 24 giờ với kích thước từ 1 đến 3 mm. Mụn nước thủy đậu thường có quầng viêm đỏ xung quanh, bên trong chứa dịch trong và lõm ở giữa. Trong trường hợp mụn nước bị bội nhiễm, có thể chuyển sang màu đục do chứa mủ. Sau khoảng 3 đến 4 ngày, các triệu chứng giảm dần, không xuất hiện mụn nước mới, các mụn nước cũng khô dần và bong vầy, không để lại sẹo nếu được chăm sóc đúng cách. Tuy nhiên, với những người có bệnh lý nền hoặc chăm sóc không đúng cách sẽ gây ra những biến chứng nguy hiểm như nhiễm chủng huyết, viêm não, viêm tiểu não, viêm phổi đặc biệt với phụ nữ mang thai có thể gây ra tình trạng viêm phổi, sẩy thai, trẻ sinh ra bị nhiều dị tật bẩm sinh. Sau khi khỏi bệnh thủy đậu, virus thủy đậu sẽ vẫn tồn tại trong các hạch thần kinh dưới dạng ngủ đông và chờ điều kiện thích hợp như khi sức đề kháng giảm sẽ phát triển và gây ra bệnh zona thần kinh. Những lưu ý khi chăm sóc người bệnh thủy đậu Có rất nhiều câu hỏi liên quan đến cách chăm sóc người bệnh thủy đậu. Sau đây là một số vấn đề thường gặp. Bị thủy đậu có cần kiêng tắm? trước đây người dân quan niệm khi mắc thủy đậu cần trùng kín chăn kiêng gió kiêng tắm để các nốt dạ không mọc nhiều tuy nhiên việc người bệnh thủy đậu không tắm có thể gây mất vệ sinh trên da và dẫn tới việc nhiễm trùng sau khi mắc thủy đậu người bệnh thủy đậu có thể tắm nhưng nên tắm nhanh để không bị nhiễm lạnh nên tắm bằng nước ấm và tắm vào những nơi kín gió nhiệt độ ấm không trả sát mạnh tránh việc các mụn nước bị vỡ sau khi tắm xong nên lau người bằng khăn mềm bị thủy đậu nên tắm lá gì Người bệnh tuyệt đối không sử dụng các loại nước lá, nước muối để tắm. Mắc thủy đậu nên ăn gì? Người mắc bệnh thủy đậu cần ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, nên chọn đồ ăn lỏng, mềm để dễ hấp thu. Người bệnh nên bổ sung các thực phẩm chứa nhiều collagen, vitamin và hạn chế ăn đồ cay nóng, đồ ăn dễ kích ứng. Bên cạnh đó khi bị thủy đậu nên uống Oresol giúp cơ thể bù nước và điện giải. Người mắc thủy đậu cần lưu ý gì? Khi bị thủy đậu, người bệnh nên chọn trang phục chất liệu cotton để mặc nhằm tránh gây kích ứng. Bên cạnh đó, nên vệ sinh mũi họng và nhỏ mắt bằng nước muối sinh lý ngày 3 đến 4 lần, đặc biệt không cậy chọc làm vỡ các mụn nước. Thủy đậu có lây không? Bệnh thủy đậu có thể lây khi người bệnh nói chuyện, ho, hắt hơi, lúc này virus sẽ theo nước bọt hoặc dịch tiết ở mũi ra ngoài không khí và lây cho người lành. Bệnh thủy đậu cũng có thể lây khi tiếp xúc với dịch tiết ở các mụn nước của người bệnh, lây qua các đồ vật dùng chung như quần áo chăn ga. Đặc biệt, đối tượng trẻ nhỏ dễ có nguy cơ mắc thủy đậu nhiều nhất. Khi nào cần đến bệnh viện? ngay khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như nôn liên tục, đau đầu dữ dội, buồn ngủ, xuất hiện tình trạng lú lẫn khó thở, ho dai dẳng, hay một nước thủy đậu trở thành vết loét lớn hơn thì nên đến cơ sở y tế để được thăm khám vì đó có thể là dấu hiệu cảnh báo các biến chứng nguy hiểm. Đề phòng bệnh thủy đậu, người dân nên tiêm phòng vaccine, hạn chế tiếp xúc với người nhiễm bệnh hoặc nghi ngờ nhiễm bệnh hoặc sau khi tiếp xúc cần rửa tay bằng xà phòng hoặc cồn.